Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 27 tây tháng 1 anh em. Rồi tối hôm nay thì em tiếp tục xả hàng ha, xả hàng dọn kho anh em. Rồi hôm nay em tiếp tục soạn cho anh em được 4 lô bình xăng nữa ha, 4 lô bình xăng con anh em. Rồi đây là những cái lô ống cần. Ống cần đây là thì có nó có là ống 24-10 và 24-7 anh em. 24-10 và 24-7 ha. Một lô như vậy là 5 ống, 5 ống thì là 500 ngàn anh em. Là nó có cả luôn ti ha. Đây, ti là bao lăng hết nha anh em. Lăng ok hết ha. À, cái này thì nó thụt vô trong rồi. Rồi cái này là một lô như vậy là nó 5 ống nha anh em. Này là 247 ha, 247 rồi 2410, 2410 anh em. Rồi một lô như vậy là 5 ống, một lô là 500.000 anh em. Lô số 1 ha. Lô số 1 là 500.000. Rồi lô này là 247 hết nha anh em, 247 hết ha. 247 nha anh em. Rồi lô số 1. Lô số 1 500.000. Lô số 2 500.000 luôn nha anh em. Lô số 1 là 247. Lô số 2 là 247 luôn nha anh em. 247 luôn ha. Rồi lô số 3. Lô số 3 cũng là 247 luôn nha anh em. Lô số 3 cũng là 247 luôn ha. Rồi lô số 4 này là 2410 khế nha anh em. Rồi lô số 5 cũng là 2410 khế luôn. Rồi ở đây thì là ống cần và ti luôn anh em, cả ống cần và ti luôn ha. Rồi một lô gì là 500.000 anh em. Lô số 1 500, lô số 2 500, lô số 3 500, lô số 4 500, lô số 5 500 luôn ha. Rồi ống cần thì là một lô là 5 ống anh em, 500.000. Rồi lô số 5. Rồi ở đây thì em có con máy Echo 209 anh em, ba lô ha. Con này thì bao đẹp anh em. Con này còn cực kỳ đẹp luôn ha, rửa ra là bao đẹp. Con này là tỉa cành. Tỉa cành cắt củi anh em. Tỉa cành cắt củi ha. Rồi con này bán cho anh em 700.000 anh em, 700.000 ha. Ba lô. Máy ba lô anh em, tỉa cành cắt củi. Thì anh em nào chốt con này thì nói giùm em con máy ba lô cắt củi ha, tỉa cành thôi nha anh em. Rồi con này bán cho anh em 700.000. Rồi lô số 6. Lô số 6 anh em, lô số 6 đây là Gobin ha. Gobin là Gobin cổ ngỗng anh em, lô này 3 cây 1.800.000, 600.000 cây nha anh em. 600.000 cây ha, nòng 32 ly. Tay lái của nó là hai tay lái tròn, một cái tay lái dài. Đầu bò trứng kẹp bao đầy đủ anh em, thiếu đầu bò em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi Gobin nha anh em, nòng 32 ly. Gobin 23. Rồi 3 cây là 1.800.000 anh em, 600.000 cây. Lô số 7. Lô số 7 là Magu 23 anh em, Magu 23 ha, hai con màu vàng. Rồi Magu 23. Lô này thì tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò trứng kẹp bao đầy đủ luôn ha. Lô số 7. 2 cây 1.600.000 anh em, 800.000 cây. Magu 23cc nòng 32 ly. Rồi bao hơi lửa anh em, bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn. Lô số 7. Lô số 8 là lô này là lô Echo anh em. Định nói ô che vậy. Lô ô che này là ô che là Echo anh em. Echo 260 ha, 262. Echo 262 nòng 34 ly anh em. 34 ly nha. Tay lái của nó là tay lái dài anh em, tay lái dài. Đầu bò trứng kẹp bao đầy đủ luôn ha. Lô số 8 anh em, 3 cây 3.3, 1.1 một cây. 1.1 một cây anh em. Echo 262 nòng 34 ly. Rồi bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn, lô số 8. Lô số 9. Lô số 9 là Kawasaki anh em TH ha. TH này là TH 23 anh em. TH 23. Tay lái của là tay lái dài luôn, đầu bò trứng kẹp dao bao đầy đủ anh em. Rồi lô số 9 này là 2 cây 2.2, 1.1 một cây anh em. 1.1 một cây ha, TH 23. Lô số 10 là Echo Qgit 22 nè. Echo Qgit 22 ha. Rồi lô này thì nòng 32 ly nha em, nòng 32 ly ha. Con này cái áo nó có bị mẻ hết găng nha em. Rồi lô này bán cho anh em giá xả cho anh em 500.000 cây nha em. 2 cây 1 triệu ha, 2 cây 1 triệu. Tay lái cũng là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn nha em. Lô số 10, 2 cây 1 triệu, 500.000 một cây. Lô số 11 là Kawasaki TGX 23 nha em. TGX 23 ha. Rồi lô này thì 2 cây 1.4 nha em, 700.000 cây. Rồi lô này một con tôm gời, một con tôm liền, tay lái dài luôn. Đầu bò trứng kẹp dao em bao đầy đủ nha em. Lô số 11 ha. 2 cây 1.4 nha em, 700.000 cây. Rồi lô này là 2 cây 1.4 nha em. 700.000 một cây. Kawasaki nha em, TGX ha.
lô này 700 ngàn cây. Rồi kêu ghét 22 lô này 500 ngàn anh em, 500 ngàn cây ha. Một con xài chế hai kim luôn anh em, còn con này xài chế ra ngang vú ngang. TH23 mặt giật trợ lực luôn ha, chế quanh gồ le đỏ tự động anh em. Rồi 1 triệu mốt một cây. Echo kêu ghét đề mới 1 triệu mốt một cây. Magu 23 800 ngàn cây anh em. Rồi Gobin, Gobin 23 600 ngàn một cây ha. Rồi lô số 12 anh em. Lô số 12 là lô này là lô Honda anh em. Honda này là Honda GX22 ha. GX22 anh em. Rồi con này thì tay lái là em lắp cho anh em tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ anh em. Lô số 12 2 cây 2 triệu 4 anh em. Rồi lô này thì bán cho anh em 1,2 triệu cây anh em. Là cái áo của nó bị mẻ ha. Cái áo này có một cái áo nó bị mẻ anh em. Cho nên bán giá rẻ cho anh em luôn. Honda GX nè. GX22 lô này bán cho anh em là 1,2 triệu một cây ha. Rồi lô số 13 là cơm mát su anh em. Cơm mát su này là cơm mát su 26cc nồng 34 ly. Rồi cơm này cơm cánh bướm anh em, mặt giật trợ lực nè. Có con một con giật giật thường ha. Rồi 1,5 triệu cây, 3 cây là 4,5 triệu nha anh. 4,5 triệu. 3 cây là 4,5 triệu. Tay lái là tay lái dài luôn anh em, đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ luôn. Lô này thì đặc biệt của nó là tum là tum gời hết nha anh em, tum gời hết luôn ha. Rồi lô số 13, 3 cây 4,5 triệu. Lô số 14 là TB anh em. TB là TB 20 ha. TB 20, chế của nó là xài chế ra ngang quanh gồ hết nha anh em, hai kim luôn. Lô này 700 ngàn cây nha anh em. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Rồi 3 cây 2,1 triệu, 700 ngàn cây. Đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi tiếp theo là lô số 15. Lô số 15 là hai con Magu anh em. Hai con Magu này là hai con Magu 20 màu đỏ ha, bao đẹp luôn anh em, bao đẹp luôn. Rồi lô này thì 750 ngàn cây. Hai cây là 1,5 triệu anh em. Rồi, tay lái là một dài một tròn ha. Đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi tay lái là một dài một tròn. Magu 20 anh em màu đỏ. Hai cây 1,5 triệu. Rồi lô số 15 anh em. Rồi tiếp theo là cần anh em, cần này là cần cần chuông lớn ha. Đây cần là cần chuông lớn anh em. Cần chuông lớn, ống cần của nó là ống cần 25 7 khía anh em, đầu bò 25 7 khía ha. Rồi, tum này là tum mới anh em, tum chuông lớn ha. Rồi cái này thì ống cần đầu bò là zin hết anh em, chỉ có cái tum chuông này là tum chuông mới thôi ha. Rồi một cây như vậy là 350 ngàn anh em. Một cây là 350 ngàn ha. Một cây 350 ngàn. Là không có tay lái anh em. Là như hình ha, như hình là 350 ngàn anh em. Tum này là tum lớn. Tum lớn xài cho mà 330 anh em. Này là 330 ha. Cái là máy nào mà máy tum lớn, bố cung lớn đó thì mình xài là vừa luôn anh em. Rồi tiếp theo thì là mình lên mấy cái lô máy cho anh em mình lấy phụ tùng ha. Mấy cái lô tiếp theo là mấy cái lô này lô máy phải lấy phụ tùng. Dạ em có mấy cái lô máy lộn, mấy cái đồ lộn xộn anh em, đồ lộn xộn ha. Một lô vậy thì bán cho anh em 300 ngàn anh em, đều hết ha. Một lô lộn xộn. Rồi lô số 16. Lô số 16 này là 10 đầu anh em. Echo 260 nè, Tanaka nè. Rồi Gobin hợp Echo 230, TGS 23, Magu. Rồi Mitsu T15, Tanaka dược sao anh em. Rồi lô này 10 đầu anh em. 10 đầu ha, 10 đầu này bán cho anh em là 900 ngàn anh em, 900 ngàn ha. Rồi mấy cái lô máy sát thì em bán cho anh em đồng giá ha. Đồng giá 900 ngàn hết nha anh em. Đồng giá 900 ngàn hết luôn ha. Rồi một lô gì là 900 ngàn. Lô số 16 anh em 900 ngàn. Rồi anh em nào chốt mấy cái lô này thì cứ chụp hình lại giùm em ha. Lô này lô số 16 anh em 900 ngàn. Rồi lô số 17. Lô số 17 900 ngàn luôn anh em. Lô số 17 900 ngàn luôn ha. Lô số 17 900 ngàn. Echo anh em, Echo, Tanaka, Komatsu, Magu, Tanaka dịch sao, Tanaka chữ A, Tanaka chữ A, TG20, Echo 261. Rồi lô này 900 ngàn luôn anh em, 900 ngàn ha, 10 đầu 900 ngàn, lô số 17. Lô số 18 anh em. Lô số 18. Rồi lô số 18 là Singu nè, giật hơi còn ngon nè.
Rồi TG 1820 hơi còn ngon luôn anh em. Lô này thì có mấy con còn ngon hơi luôn ha. Về anh em mình dọn hai con là lời nha anh em. Rồi lô này lô số 18 nha, 900 ngàn cây luôn anh em, 900 ngàn cây luôn ha. Lô số 19. Lô số 19 là cũng 900 ngàn luôn anh em. Rồi lô này là Genos nè, rồi Gobin nè, Magu, Magu, Komatsu, TG, Echo 260, Kawasaki TG, Echo xanh nha anh em. Rồi lô này 900 ngàn luôn anh em, lô số 19 ha, 900 ngàn. Lô số 19 900 ngàn, lô số 20. Lô số 20 cũng 900 luôn anh em. Lô số 20 thì có là Gobin, là Tanaka, Echo 253, Shindewa, Magu, Echo 260, Magu, Magu, TG 1820 anh em, Tanaka luôn ha. Rồi lô này thì 900 ngàn luôn anh em, lô số 20 ha. Lô số 20 900 ngàn. Rồi đồng giá hôm nay là đồng giá anh em, xả hàng cho anh em luôn cuối năm, xả hàng. Rồi mấy cái lô này thì em không có bao gì hết nha anh em, mấy lô này về anh em mình lấy phụ tùng ha, không bao gì hết. Còn mấy cái lô máy á, mấy cái lô máy thì em sẽ bao hơi lửa cho anh em ha, đủ đồ. Rồi lô số 21 anh em 900 ngàn, tiếp tục anh em. Gobin cánh bướm nè, rồi Echo 260 TL, Echo 260 anh em, 1 2 3, 3 con 260 luôn. TL 22, ủa TL 20 chứ. Gobin bướm TF. Rồi Tanaka TD luôn anh em, lô này VIP nè. Lô này quá đẹp luôn anh em. Lô số 21 á 900 ngàn. 900 ngàn anh em. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em mấy cái lô lộn xộn ha. Rồi để em giới thiệu từng lô cho anh em. Rồi tiếp theo là lô lộn xộn anh em, mấy cái lô lộn xộn ha. Từ bắt đầu từ cái lô số 22 này dài lên là mua một đống gì. Nguyên một đống gì là em bán cho anh em là 300 ngàn anh em. 300 ngàn ha. Rồi nguyên một đống thì bán cho anh em 300 ngàn anh em. Thì để em quay chi tiết từng đống cho anh em xem ha. Rồi vô cái lô số 22 anh em. Lô số 22. Rồi cái này thì bán nguyên đống bán xô anh em. Bán xô ha. Lô này là lô số 22. 300 ngàn. Đầu tiên thì em thấy tum đít nha anh em. Tum này em thấy là tum này là tum của thằng TL43 nè. Rồi tum cơm mát su. Rồi tum chuông ba lô. Tum chuông ba lô anh em. Tum chuông ba lô. Đây nguyên cái tum này tum ghim luôn vậy anh em mình gắn cần vô ha. Gắn cần vô nha anh em. Rồi nổi cái tum này không hết cả 100 ngàn, 80-90 ngàn này. Cho luôn. Rồi mấy cái tum nha anh em, mấy cái tum của ba lô nè. Tum ba lô anh em. 1, 2, 3, 4 cái, 4 cái, 5 cái luôn, 5 cái tum ba lô. 5 cái tum ba lô. Rồi tiếp theo là hoa lăng. Hoa lăng là 2 cái hoa lăng. Rồi nắp bu e của TB nè, tắp nắp này của Echo 260 nè. Bu e của Magu nè. Rồi mão sừng này của thằng TL, rồi Echo. Bue của Echo, bue của Komatsu, chuông của ba lô, rồi con tắc nữa nè, con tắc này 10.000 cái nè, con tắc gin, quả lăng nữa nè, rồi một cái vỏ nồng này của thằng Echogen nha em, Echogen ha, còn IC luôn nè, còn IC luôn, một cục IC của thằng này, này giống TL của anh em ơi, cái này của TL ha. Quá VIP rồi, lô này VIP nha anh em ơi, có đồ của cái cơm su TL rồi ha. Rồi cái tay lái này cho theo, cho đi. Áo bô 253, mão sừng, cho theo luôn. IC, IC 2.9 253, IC 2.9 253 anh em, rồi IC này của thằng Magu cơm su đồ xài chung ha. Để đây luôn. Rồi một cái mặt vật này của thằng Echo 253 có đề. Cho luôn. Một cái cầm của thằng Magu. Cho luôn. Rồi IC này IC của thằng Echo 260 anh em. Cho luôn. Nắp bộ e Magu. Một cục pin đề cho theo luôn. Một cái tum của thằng Magu.
cho luôn một cái bố thằng 260. Rồi lô này quá vip anh em ơi, bao lời anh em, bao lời cái mẫu của thằng Echo trắng. Một cái chuông trắng cỏ. Rồi cái chuông này là chuông 24, chuông này 10 khía anh em. Chuông này 10 khía gì nè. 10 khía cho luôn. Rồi. Áo bô đế mặt vật. Rồi, mấy cái lụng dụng lặt vặt này thì cho theo luôn anh em. Rồi, lô này bao lời anh em, bao lời ha. 300 ngàn. 300 ngàn ha. 300 ngàn anh em, 300 ngàn nguyên đóng luôn ha. Nguyên đóng 300 ngàn. Rồi, lô số 22 anh em. Lô số 22, 300 ngàn. Rồi, anh em nào chốt lô này á, thì em sẽ gom chung lại, bỏ vô cái thùng anh em. Bỏ vô thùng ha, gom chung lại, đóng vô cái thùng luôn. Gom gọn luôn anh em. Rồi, lô số 22, 300 ngàn. Lô số 23. Cái này thì em phân em bán đại anh em. Bán đại ha. Lô này thì em thấy tum chuông anh em. Này thì mình đổ ra bán đại nè, có gì thì bán nấy ha. Rồi lô này thấy tum chuông nhiều anh em ơi. Rồi lô số 23 tum chuông. Lô số 23 anh em, 300 ngàn tiếp. Tum chuông nhiều. Sáu tám mười cái chuông, mười cái tum chuông anh em, mười cái ha, 11 cái, 12 cái, 12 cái anh em. Rồi ở đây thì có đít máy, đít này của thằng Mitsu, Mitsu T100, một cái Mitsu TL26 anh em, cái tum đít này Mitsu TL26. Rồi một cái tum lớn của thằng 330, tum ba lô về mình gắn cần vô chế cháo nha anh em. Rồi đế mặt vật nha anh em, ba cái đế mặt vật. Chuông thì hai cái chuông nè, ba cái chuông luôn, ba cái chuông, bốn cái chuông, năm cái chuông nha anh em. Chuông này là chuông ba lô với là chuông khía, khía này khía nhuyễn nè, 10 khía. Rồi tum đít này, tum đít của cơm mít su nè, tum đít của cơm mít su nè, em thấy còn lăn ngon nữa nè đó. Rồi một cái bố côn gì đây, bố côn này KSK nha anh em, bố côn này KSK ha, bố này còn thấy còn mới nè, lò xo đâu còn vàng thật vàng khè ha. Một cái bố côn luôn cho luôn. Rồi một cái đầu bò nữa nha anh em. Rồi lô này có một cái đầu bò 247 ha, lăn êm luôn nè. Một cái đầu bò cho luôn. Một cái chuông 13 khía cho theo luôn. Rồi lụng dụng lặt vặt này thì cho theo luôn anh em. Đây đế nè. Rồi tiếp theo lô số 23, 300 ngàn anh em. Lô số 23 300 ngàn ha. Rồi nguyên đóng luôn 300 ngàn. Lô số 24. Đây lô số 24 anh em. Này thì em sẽ quay từ lô cho anh em luôn. Rồi lô số 24 thì là áo. Áo với lại bình xăng nè. Áo với bình xăng. Bình xăng lớn có kèm cái bình xăng con dính liền theo luôn. Mặt vật của thằng Magu. Magu 20, 23 thì xài chung anh em. Một cái mặt vật. Áo bô của Mitsu T170. Bô E. Mặt vật này của Magu cho luôn. Ôi lô này mặt vật ngon anh em ơi, mặt vật TL26 nữa nè. Lô này VIP nha. Rồi chuông chén nè, cho theo. Tay lái này còn có nửa cái cho luôn. IC lửa của thằng Echo 253. Rồi qua lăng. Qua lăng hai cái. Rồi mặt vật của G2KC luôn, cho theo luôn. Tum đít của thằng Sindewa S23 hai cái cho theo. IC lửa này của thằng IC này của thằng Echo 260 nè, Echo 260 ha. IC này nó cục IC này không cả 100 ngàn nha nè, cả 100 ngàn ha. Rồi IC này của thằng gì đây, này giống TL đó, TL 26 261 vậy nha nè.
cái này cho luôn một cái nắp xăng của thằng Austin, rồi một cái chùm dên của thằng gì đây, chùm dên của thằng gì em không biết nữa, rồi cho luôn bình xăng con, hai cái bình xăng con quanh gồ cho theo luôn, rồi bô e anh em, bô e 3-4 bộ nè cho luôn, rồi một cái nắp xăng của thằng Gobin, chuông chuông anh em, chuông ba lô ha, rồi còn lại lụng dụng, lụng dụng cho theo luôn anh em nè, đế đế của Echo nè, đế của thằng TG 2425, còn cái mặt giật đề thì không có cái bọng.